桥，悲心传恨，银汉迢迢暗度，金风雨一山峰，便胜却人间。Lại tìm được ba đứa nhỏ nữa rồi, tôi nhất định phát tài mà. Đi, cho ma đi. Tụi bay đâu có chạy thoát nổi chứ. Tiểu tiền nữa, xin tha cho tôi đi hả? Lần sau tôi không có dám làm chuyện xấu nữa đâu, tôi không dám làm nữa đâu hả?
Muốn hại tôi à? À được, để tôi cởi đôi giày đối phó lại. Tôi không dám nữa đâu, tôi không dám làm chuyện xấu nữa đâu, tôi không dám làm chuyện xấu nữa đâu. Tôi không dám. Hùng Hoàng Gia, đứng lại nha. Ông có thấy tụi mày lưu hay không? Tôi không thấy. Tôi không thấy. Người mau nói rồi biết đi. Bọn nó đang ở góc tường ở bên kia. Chúng nó đã biến thành người nhỏ xíu à. Thì Nam đang giữ hồ lô ở đây. Cái hồ lô này, đồ hại người ta. Tôi nói lộn rồi. Tôi nói lộn mà. Hồ lô không có hại người, ông mới là hại người mà thôi. Thôi đi công công, tôi đi kiếm tiền nữa nha. Ông là thổ địa công công à? Thổ địa công công à? Xin ta tới cho tôi làm ơn làm phước đi hả? Tôi sẽ tắp hương để cúng ông mà hả? Lần sau người còn dám nữa không? Dạ lưu con không dám nữa. Thổ địa công công à, xin hãy cứu con với. Kim Hồ Lô, Mã Lưu, Châu Nữ, Kim Hồ Lô. Giá sư ơi, tụi con đi nè. Giá sư ơi, tụi con đi nè. Giá sư ơi, tụi con đi nè. Thì ra tụi con ở đây. Hả? Tiểu tiên nữ và Châu Nữ đâu? Ở bên kia hai người đang tới đó. Đúng vậy. Nên tôi vậy không chưa tìm được đâu mà. Mà biết sao mình lo đi. Thôi đi công công. Đã ở đây nè. Thôi đi công công. Thôi đi công công à, mau dạy chúng tôi biết không quyết biến thành người lớn đi. Đừng có vội, ta sẽ biến mấy người thành như xưa vậy. Thiên cơ bất cả lậu có phải gì không? Nhiều chuyện. Rồi. Thổ địa công công, sau này bắt tụi con thành người nhỏ không chịu đâu. Nhưng mà em cảm thấy vui lắm. Dĩ nhiên mấy người cảm thấy vui rồi. Biến lớn biến nhỏ. Tôi là người khổ sở nhất à. Không có kiếm được đồng xu nào. Ông quản gia, nếu như ông muốn kiếm tiền thì tôi biến ông thành người nhỏ để ông biểu diễn tự kiếm tiền đi, chịu không? Tôi xa hơn thì cũng phải chia tay thôi, đừng có đưa nữa. Chị tiên nữ à, chị đừng có đi nha. Chị ở lại nhân gian được không? Xem ngu quá vậy. Không có được đâu, tiên nữ là người của tiên đàn. Là người tầng tiên thì phải đi về chứ. Đừng có cướp lời của em có được hay không? Kim Hồ Lô, sau này em đừng có ăn hiếp Châu Nữ. Tụi em phải thương mến nhau và nghe lời thầy, có hiểu không? Tiên nữ tử y, cô đi về thiên đàng, lần sau cô đừng có đến nữa, tôi sợ cô lắm đó. Lần sau tôi không làm phiền ông nữa đâu. Khi nào chị đến thăm tụi em đây? Sau này mỗi năm Tết đến thì chị ở trên đó nhìn tụi em. Chừng nào tụi em nhìn thấy có ngôi sao ở trên cao rớt xuống là chị đi xuống coi tụi em đó nha hôn. Chị phải đi rồi. Tạm biệt các em. Chào chị tiên nữ. Chào chị tiên nữ. Tạm biệt. Chào chị tiên nữ. Được rồi.
Hòa Tiên, ông muốn làm gì? Hòa Tiên, ông đi rồi sao? Ở Nam Thiên Môn này câu cá. Không phải tôi câu cá, tôi đang câu đôi giày của tôi đây. Câu giày? Tại vì tôi sơ ý làm rớt chiếc giày của tôi xuống dưới mây. Bây giờ chiếc giày nó đang ở trên mây bay lui bay tới. Vì vậy mà tôi phải cầu lại chiếc giày của tôi đó. Ông không có được ở đây lộn xộn đâu. Như vậy là đã phạm luật thiên đàng. Cái gì? Anh nói chuyện luật lệ với tôi hả? Được rồi. Vậy tôi hỏi anh, luật lệ thứ nhất của thiên đàng là cái gì? Không được vượt qua Nam Thiên Môn. Điều kế tiếp là gì? Không được vượt đồ xuống nhân gian. Nhưng mà chiếc giày của tôi đang ở trên mây. Bây giờ tôi câu chiếc giày lên đâu có phải là phạm luật. Câu được rồi, câu được rồi. Ủa, Thạch Bù Hoa Sơn, xin lỗi nha, tôi đã câu lộn rồi. Để tôi câu một lần nữa thôi. Được rồi. Tư ơi, cô có sao không vậy Tư ơi? Ôi da, Hoa Tiên à, ý kiến của ông thì rất là hay, nhưng mà chiếc giày của ông thiệt là hôi quá đi. Hoa Tiên, thì ra ông ở đây à? Tôi có chuyện muốn hỏi ông. Lúc nãy tôi đã kiếm hết thất thập nhị điện nhưng mà không thấy Tư Y. Có phải ông đã giúp cậu xuống trần gian hay không? Anh đừng có nói chuyện bừa bãi à. Nếu không thì ông ở đây làm gì? Tôi không biết. Hoa Tiên, không được chạy. Hoa Tiên, ông đừng có giả khờ nữa. Nhất định là ông đã giúp cho Tử Tiên xuống nhân gian rồi. Tôi phải bẩm cáo với ông Hoàng mới được. Được. Anh không có bằng chứng, anh nói như vậy kể như là quan cho tôi thôi à. Tôi nghe, ông dám chửi tôi à? Tôi phải làm theo luật lệ. Rút lại câu nói đi. Muốn tôi rút lại à? Được rồi, rút thì rút đây. Đó. Bây giờ thì tôi theo ý anh rồi đó. Anh cảm thấy hài lòng chưa? Nếu thấy không cần gì nữa thì đi về đi hả? Hoa Tiên, tại sao để chiếc giày lên? Đưa tôi coi. Ây da, chiếc giày này hôi lắm, đâu có gì phải coi. Ông muốn coi á, thì cầm lấy đi. Đưa về đi. Đưa đi. Đưa cho tôi. Đưa đi. Hoa Tiên. Hoa Tiên. Ông muốn làm cái gì? Hoa Tiên. Anh dám chữa tôi à? Đưa về đi. Dám chữa tôi hả? Hồi nãy giờ tôi ở đây ngủ một giấc, thiệt là thoải mái quá. Tự y nè. Anh không có gì để nói chứ. Lúc nãy anh chữa tôi khốn kiếp, bây giờ tôi muốn anh rút lại lời nói. Tính ra. Anh đừng có phát lối nghe chưa. Lúc nãy chúng ta rất là may mắn đó. Nếu tôi không xuất hiện kịp thời thì phiền phức rồi. Cô nói là phải đưa bảo kính cho Dương Mẫu nương nương mà. Tại sao giờ này còn ở đây hả? Bây giờ tôi xém chút quên rồi. Bi. Tự nhiên à, mau đưa đi hả? Vâng Hoa Tiên. Đi lẹ lên. Tôi đi nha. Đi lẹ lên. Thánh chỉ đâu? Nhất định là Nhi Lan thần sanh sự rồi. Ôi, mặc kệ nó đi. Hoa Tiên tiếp chỉ. Thái Bạch Kim Tinh, tiểu thần tiếp chỉ. Truyền lệnh Ngọc Đế. Bởi vì đến